trong khi đó tại giải vô địch quốc gia tây ban nha lượt trận sớm nhất vòng này cũng sẽ chứng kiến đội bóng tên tuổi là sevilla thi đấu và đối thủ của họ là valadolid sau khởi đầu tệ hại khi để thua một hai trên sân của Osasuna, thầy trò huấn viên Lopetegu đã rất được trông đợi sẽ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bằng một kết quả khởi sắc. Tuy không tạo được niềm tin về mặt chuyên môn sau vòng mở màn, thế nhưng với lợi thế được trở về sân nhà, cái nhìn cho Sevilla cũng tích cực hơn nhiều. Bởi tại Ramon Sanchez Pizjuan họ thường có được kết quả thuận lợi, cụ thể như mùa vừa rồi đã bất bại tới 18 qua 19 trận trong đó có tới 12 chiến thắng. Riêng trước Valladolid cũng thắng 2 và hòa 2 ở 4 trận gần đây. Hơn nữa thì như đã đề cập, đối thủ của họ chỉ là đội bóng tân binh Valladolid với thực lực hạn chế hơn nhiều. Trước mùa giải mới mặc dù đã khá tích cực trong việc bổ sung lực lượng, thế nhưng những bản hợp đồng mà huấn luyện viên Pacheta có được cũng khó để tạo được hy vọng. Và ngay ở vòng mở màn, những lo ngại cho họ đã thành hiện thực khi phải nhận thất bại từ 0-3 ngay trên sân nhà trước Villarreal. Rõ ràng với năng lực như vậy, trụ hạng vẫn sẽ là mục tiêu số 1 của đội bóng này và với vòng đấu thứ hai tới đây, hy vọng dành cho đại diện xứ El Leon trong chuyến hành quân đến Ramon Sanchez Pizjuan cũng rất mong manh, bất chấp thành tích tương đối tốt trên sân khách mà họ có được ở giai đoạn cuối mùa vừa rồi cũng như trong giai đoạn giao hữu trước mùa. Với những đặc điểm như vậy, hy vọng lại càng được củng cố cho Sevilla trên sàn giao dịch châu Á. Nhà cái cũng dành sự ủng hộ khi xếp họ ở kèo chấp một hòa. Mặc dù thấp hơn so với những lần tiếp đón đối thủ này gần đây, nhưng với tình hình hiện tại, khi một đội bóng xứ Andalusia bị nghi ngờ về chuyên môn, mức kèo như vậy là chấp nhận được. Vì thế nên hy vọng được vẫn có cho họ. Trên phương diện tổng bàn thắng với phong độ không tốt sẽ khó hy vọng vào hàng công của Sevilla. Còn Valadolid ở thế cửa dưới lại làm khách nên càng không có hy vọng. Điều này khiến đánh giá cho khả năng xuất hiện kịch bản tương bừng bàn thắng là không cao. Trên thị trường nhà cái cũng chỉ xếp kèo 2 1 phần 2 cùng điểm ăn thấp cho cửa xỉu, vì thế mốc dưới được xem là lựa chọn cho trận đấu này.